Ôi anh em nhìn kìa, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Một cái taxi vừa chạy ngang mà không có ai trong xe cả. Tôi đang ở Trùng Khánh và ở đây toàn là taxi không người lái anh em à. Trung Quốc đã đến mức này sao? Tôi sẽ đặt một chiếc để cùng anh em trải nghiệm nó. Đặt trên ứng dụng này, khá đơn giản anh em à. Đấy, nó đã đến rồi. Ôi trời, không có tài xế, thật là quá đỉnh rồi. Ha ha, nhập 4 số cuối của điện thoại để xác minh nè. Nó không cho ngồi ghế trước, ta lên ghế sau thôi. Wow, nó thực sự đi rồi. Này anh em hãy xem cách nó xoay vô lăng quay đầu kìa. Khả năng tự lái của nó rất mượt mà, rất chuẩn đấy. Cảm giác khi ngồi xe này rất kích thích anh em mà. Anh em thấy sao? Nó lái cũng khá nhanh đấy, đang là 63 km/h rồi đấy. Tất cả các xe đều được hiển thị trên đây. Ngoài ra chúng ta cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ hoặc xem phim hay nghe nhạc trên màn hình này. Phía trước có người sang đường và nó đang giảm tốc độ đấy, rất hay đấy. Khi người ta qua đường xong nó liền tăng tốc lại đấy. Cảm giác rất là phê anh em mà, anh em nên trải nghiệm nha ha ha. Toàn bộ không gian của chiếc xe này cũng tốt đấy, chỉ có điều không thể ngồi ở hàng ghế trước, ở hàng ghế sau, có thể ngồi 3 người. Anh em lưu ý, đừng nghĩ trên xe không có người lái, thì có thể thân mật quá mức đó nha ha ha. Vì xung quanh có nhiều camera đấy, nếu có một chiếc, sáng nó sẽ đưa tôi đi làm, xong rồi nó đi chạy taxi, ha ha. Ở đây còn có một chiếc gương nhỏ, khi xuống xe nhớ quan sát nhé. Bạn nghĩ nếu tôi ngồi trên đây và không xuống xe, nó có đuổi tôi xuống không? Nên tính thêm tiền nếu không xuống nha, không xuống xe thì thêm tiền.